Các bạn đang nghe bộ truyện dài kỳ gặp đúng lúc yêu đúng người của tác giả Túy Thời Miên, Đường Phát Sóng độc quyền trên kênh YouTube nghe Chan đọc truyện ngôn tình. Các bạn đừng quên để lại bình luận, chia sẻ cảm xúc khi nghe chuyện like, share video để ủng hộ cho Chan, đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập truyện mới nhất. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 263 phải bỏ đứa bé này. Minh Duệ Tư đưa lưng về phía phó cẩm hành và Hà Tư Ca. Hắn cố gắng thẳng lưng lên, nhưng bộ quần áo màu đen rộng thùng thình kia khiến hắn trông quá gầy yếu. Hơn nữa các vệ sĩ bên cạnh hắn đều cao khoảng mét 8 càng khiến hắn trông thấp bé hơn. Nếu như cậu muốn biết, thì đi hỏi mẹ cậu đi, xem bà ta có muốn nói cho cậu biết không. Sau khi để lại lời này, Minh Duệ Tư rời đi. Phó Cẩm Hành vẫn muốn đuổi theo, nhưng hiển nhiên những vệ sĩ kia không phải ăn chay, lập tức hung ác nhìn về phía hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay lần này đổi thành hà tư ca kéo hắn lại bọn họ đến một mình không mang theo nhiều người nếu như cứng rắn quá người thua thiệt chỉ là mình được rồi để cô ta đi đi chúng ta cũng về thôi em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa hà tư ca nhẹ giọng nói đợi bọn họ lên xe phó cầm hành mở bản đồ trực tuyến ra điểm đích là trung tâm điều dưỡng thần kinh mà mai lan đang ở cô kinh ngạc đã muộn thế này rồi anh vẫn muốn đi sao Lái xe từ thành phố đến nơi đó cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, có lẽ phần lớn bệnh nhân đều đã ngủ cả, chỉ sợ bác sĩ trực ban cũng sẽ không cho phép bọn họ vào thăm. Nếu không đi, anh sợ cả đêm anh sẽ không ngủ được. Phó Cẩm Hành trầm giọng nói sau đó khởi động xe. Đợi bọn họ đến trung tâm điều dưỡng thần kinh đã là 11 giờ tối. Theo quy định, giờ này người đến thăm căn bản không thể vào. Có điều thân phận của Phó Cẩm Hành là ai chứ? Sau khi gọi một cuộc điện thoại, Bác sĩ trực ban vẫn để cho hắn và Hà Tư Ca vào. Mai Lan và cô Lan đã nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng hai người đều ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Đợi bọn họ mặc quần áo xong, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đã nhanh chóng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Đã muộn thế này rồi, sao hai đứa lại chạy đến đây? Cửa phòng vừa mở, khí lạnh ở hành lang tràn vào, cô Lan vội vàng đi đun nước, muốn cho bọn họ uống chút nước nóng làm ấm cơ thể. Cô Lan, cô đừng vội, chúng cháu không lạnh, trong xe có điều hòa. Hà Tư Ca kéo tay cô Lan, kéo bà ấy sang một bên. Phó Cẩm Hành đứng thẳng người về mặt phức tạp nhìn về phía Mai Lan. Còn có chuyện muốn hỏi mẹ. Nửa đêm nửa hôm, hắn xuất hiện không chút báo trước. Mai Lan biết nhất định là đã có chuyện xảy ra. Nếu không Phó Cẩm Hành sẽ không lích thân đến đây. Lại sao nữa? Qua một khoảng thời gian chữa trị, tình hình của Mai Lan đã tốt hơn nhiều. Bây giờ nhìn bà ta gần như không có gì khác với người bình thường. Đương nhiên trạng thái tinh thần của bà ta vẫn tương đối có vấn đề, không chịu nổi kích thích cho nên vẫn cần phải tiếp tục ở nơi này, kiên trì chữa trị. Thầy Phó Cẩm Hành dẫn theo Hà Tư Ca đến đây và đêm hôm khuya khoắt, Mai Lan đã không vui lắm rồi. Lại nghe thấy giọng điệu của Phó Cẩm Hành, bà ta càng tức giận không có chỗ phát tiết. Nhiều ngày như vậy hắn không đến thăm bà ta, vừa đến đã có vẻ mặt thế này. Đây là thái độ của người làm con trai nên có à? Đúng rồi, chuyện lần trước con bảo mẹ làm, mẹ đã làm theo lời con dặn dò rồi, kết quả thế nào? Ý Mai Lan là Phó Cẩm Hành nói với bà ta trong điện thoại, nếu như Phó Trí Hán đến tìm mình thì thể hiện ngạo mạn một chút, cố ý nói một số lời kích thích ông ta. Ban đầu bà ta không đồng ý, cho đến lúc mà hắn nói mình đã biết Phó Trí Hán nắm trong tay một đống ảnh và video dùng để uy hiếp. Lúc này Mai Lan mới biết giấy không gói được lửa. Xem ra, chuyện của bà ta đã gần đến mức ai cũng biết rồi. Phó Trí Uyên, Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca đều đã biết cả. Cho nên, Mai Lan chỉ có thể phối hợp Thất bại rồi, ông ta rất cẩn thận Đã nghi ngờ từ trước, người con sai đi Không lấy được ảnh, còn để lộ cả thân phận Phó cẩm hành bình tĩnh nói kết quả này Với Mai Lan Dù sao cũng không có gì mà giấu Sớm muộn gì bà ta cũng sẽ biết Quả nhiên, ha, biết ngay cái con nhỏ đó Không làm được chuyện lớn mà Hình như Mai Lan đã sớm đoán được cong khóe miệng lên thành một nụ cười châm biếm Về mặt xem thường Cô ấy thất bại, đối với mẹ mà nói Cũng không phải chuyện gì tốt Cần gì phải làm ra cắt lượng sau khi sự việc xảy ra nếu như, như ban đầu mẹ cảm thấy không được, tại sao lúc đó không chủ động nói ra, cứ phải đợi đến bây giờ mới chăm chọc. Không chiều theo bà ta nữa, Phó Cẩm Hành lạnh lùng hỏi ngược lại. Bị hắn bật lại mấy câu ngay trước mặt, sắc mặt Mai Lan lập tức trở nên khó coi. Cô Lan ngồi trên sofa hình như có chút lo lắng. Bà định đứng lên nói mấy câu xoa dịu bầu không khí, tránh cho Phó Cẩm Hành và Mai Lan lại cãi nhau. Từ trong thâm tâm, bà vẫn hướng về Mai Lan, nhưng lại thương yêu phó cẩm hành coi hắn như con trai cho nên không hy vọng mẹ con bọn họ thật sự có khoảng cách cô lan hà tư ca kéo tay cô lan lại khẽ lắc đầu với bà cô lan biết dù sao mình cũng chỉ là người ngoài can dự vào sẽ hỏng chuyện hà tư ca thấy bà hiểu ý mình lại gật đầu với cô lan thấp giọng nói anh ấy có chuyện rất quan trọng nhất định phải làm rõ chúng ta đừng quấy rầy hình như muốn nghiệm chứng lời cô hà tư ca vừa nói xong phó cẩm hành lại mở miệng còn hỏi mẹ có phải mẹ từng đi gặp Hoác Tư Giai không? Mai Lan bị hỏi ngẩn ra về mặt ngỡ ngàng. Hoác gì cơ? Hoác... Hoắc Hoắc Tư Giai? Ban đầu bà ta vẫn chưa nghĩ ra. Sau đó hình như Mai Lan nhớ tới cái gì, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn phản ứng của bà ta, Phó Cẩm Hành âm thầm siết chặt tay lại. Nhất định bà ta biết Hoác Tư Giai. Xem ra đúng là bà ta đã giấu mình làm chuyện bẩn thỉu gì rồi. Mẹ từng gặp cô ấy. Lần này giọng điệu Phó Cẩm Hành vô cùng chắc nịch. Trải qua luống cuống lúc đầu, Mai Lan không hổ là người từng gặp nhiều sóng to gió lớn, bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn kiêu căng hách cầm lên như thường. Cho dù được bảo dưỡng tốt hơn nữa cũng hơn 50 tuổi rồi, bà ta vừa dùng sức, nếp nhân trên cổ lập tức hiện ra, giống như từng sợi dây thừng nhỏ siết lấy sinh mạng. Phó Cẩm Hành thu hồi tầm mắt, có chút hỗn loạn nhìn về phía khác. Hắn cảm thấy mất mặt, bởi vì mẹ hắn là một người phụ nữ ác độc vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Trên người hắn lại cũng chảy ra máu của bà ta Hắn ghét cái cảm giác này Sao tự dưng con lại nhớ đến cái con nhỏ đó Đúng, mẹ từng gặp cô ta Là rất nhiều năm trước Hơn 10 năm rồi Mai Lan đứng thẳng lên, giơ tay để vén tóc Vừa rồi bà ta đang ngủ Ngay cả tóc cũng bị xẹp xuống Rột cuộc mẹ đã làm gì Phó Cẩm Hành vừa nghe thấy bà ta chính miệng thừa nhận Thì không nén nổi tức giận Không ai hiểu mẹ bằng con Gần như hắn có thể đoán được thủ đoạn của Mai Lan đáng sợ thế nào khoảng thời gian đó cả ngày không thấy bóng dáng con đâu cả mẹ vốn cũng không nghĩ nhiều còn tưởng là con đi ra ngoài chơi với bạn ai ngờ có người nói với mẹ là nhìn thấy con và một cô gái trẻ tuổi đi khám thai ở bệnh viện phụ sản cho nên có một ngày mẹ nhân lúc con không có ở đó liền đi gặp cô ta mai lan dùng giọng điệu vô cùng thản nhiên sau đó thì sao phó cẩm hành rít mấy chữ ra khỏi kẽ răng sau đó cái gì chứ sau đó mẹ đã gặp được cô ta rồi Mẹ biết con trai mẹ mới 18 tuổi đã làm cho người ta có bầu Cái con tiểu tiện nhân đó lại còn muốn sinh đứa bé ra nữa chứ Về mặt Mai Lan đột nhiên kích động Bà ta quát lên Hình như bà ta lập tức nghĩ tới Hoàng Ảnh Lại nghĩ đến Phó Chí Uyên mới kết hôn với mình không lâu Đã đi tìm tình nhân ở bên ngoài Các mối quan hệ của từng người ở trong đầu bà ta bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn Hình ảnh không ngừng hiện lên trước mắt Khiến Mai Lan điên cuồng hét lên Cô ta muốn sinh con trai Trói buộc con Sau đó gả vào nhà họ phó Mẹ không cho phép, mẹ tuyệt đối không cho phép. Phó Cẩm Hành gầm lên, đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của con. Hiển nhiên Mai Lan không tin, không phải là của con. Ngày nào con cũng chạy qua chăm sóc cô ta làm cái gì, con bị thần kinh à? Phó Cẩm Hành cảm thấy một lời khó mà nói hết được. Hắn biết với tình hình lúc đó, mình bỏ tiền bỏ sức quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Nhưng hoắc tư dài đã như vậy rồi, nếu như hắn còn không quan tâm, cô ấy và đứa bé trong bụng tuyệt đối sẽ chết hai mạng người phó cẩm hành không thờ ơ được con nói rồi đứa bé không phải là của con mẹ không có tư cách đi tìm cô ấy phó cẩm hành siết chặt tay lớn tiếng gào lên liên tưởng tới phản ứng năm đó của hoác tư giai còn cả lời của cô ta nói mai lan cũng không nhịn được ngập ngừng chẳng lẽ thật sự không phải là của con bà ta vẫn nhớ mình đến bệnh viện santa maria an tìm được phòng bệnh của cô gái kia nhìn cô gái đó rất gầy yếu mặc dù mang thai nhưng mặt và người lại không bị béo lộ ra bề mặt còn có chút sầu muộn giống như một người đẹp bị bệnh mai lan nhìn một cái là xác định ngay nhất định là cô ả này quyến rũ con trai mình mặc dù khoác tư giai thể thốt phủ nhận nói đứa bé không phải là con của phó cẩm hành nhưng mai lan căn bản không tin không chỉ như vậy bà ta còn tìm đến bác sĩ bà phó đứa bé là của ai tôi uh, tôi cũng không rõ bác sĩ khó xử nói làm sao để giám định được đứa bé này có phải là con của con trai tôi hay không?" Mai Lan hỏi, bác sĩ nói với bà ta, "Bây giờ đã có phương pháp khoa học kỹ thuật giám định, đợi thai nhi đến tháng nhất định là có thể rút nước ối, tiến hành giám định quan hệ huyết thống, nhưng lúc thai nhi quá nhỏ thì không có cách nào tiến hành được. Ngoài ra phương pháp này cũng có ảnh hưởng nhất định đối với thai nhi, có thể sẽ gây ra ảnh hưởng tới mẹ và bé, dẫn tới sinh non." Hoắc Tư Dài khăng khăng đứa bé không phải là con của Phó Cẩm Hành, nhưng sau khi nghe bác sĩ nói xong, cô ấy lại không chịu cho đi chọc lấy nước ối, lo lắng ảnh hưởng đến đứa bé. Sau khi sinh ra, mọi người muốn giám định người thân thế nào cũng được, cháu thề, đứa bé không phải là con của cậu ấy. Hoắc Tư Dài cầu xin Mai Lan, thậm chí còn quỳ xuống. Đợi sinh ra rồi còn có thể nhét lại được à? Tôi nói cho cô biết, loại phụ nữ giống như cô Tôi gặp nhiều rồi Tự cho là mình xinh đẹp trong bụng đầy mưu mô Muốn dựa vào con mà để nửa đời sau của mình được sống sung sướng Mai Lan lớn tiếng khiển trách Sau đó bảo bác sĩ đi sắp xếp phẫu thuật phá thai Nhất định phải bỏ đứa bé này đi Tôi sẽ không để cô sinh ra nó Cho dù đợi mấy tháng tôi cũng không đợi được Con trai tôi không thể bị người phụ nữ như cô hại Nó vẫn còn trẻ Nếu như để người ta biết 18 tuổi nó đã làm cha Sẽ bị mọi người chế nhạo chết Bà ta lạnh lùng nói Đẩy hoác tư dài ra Chuyện cũ giống như thước phim cũ xuất hiện trước mắt Mai Lan. Chương 264 Tình yêu quái dị Nếu đã làm rồi, bà ta cũng không ngại thừa nhận tất cả những chuyện đã thật sự xảy ra này. Cho nên, Mai Lan rất khoát nói thẳng cả chuyện đó ra. Nghe xong lời bà ta, ngay cả cô Lan luôn đứng về phía bà ta cũng không nhịn được lắc đầu thấp giọng nói. Không ngờ lại còn ép người ta bỏ con, đúng là tạo nghiệt mà. Mai Lan lập tức nghe thấy, bà ta lộ ra vẻ khinh thường nói. Tiện nhân có mạng của tiện nhân, lời này đúng là không sai. Vốn dĩ với suy nghĩ của mẹ, lúc đó sẽ đưa cô ta đi phá thai luôn. Ai ngờ hôm đó vừa vẫn có tổ kiểm tra điều trị gì đó. Bệnh viện sợ xảy ra chuyện, liền quyết định sáng sớm ngày hôm sau mới làm phẫu thuật cho cô ta. Cuối cùng Phó Cẩm Hành đã hiểu tại sao Hoác Tư Gia lại có thể biến mất trong một đêm. Không phải là cô ấy nhất thời tùy hứng, mà là không thể không chạy trốn nếu hoác tư giai không bỏ đi thì sẽ bị mai lan cưỡng ép bỏ con với thân phận bà phó của bà ta lúc ấy muốn đối phó với một cô bé là chuyện dễ như chờ bàn tay chẳng trách đến con mà cô ấy cũng không dám nói càng không dám liên lạc với con nói không chừng cô ấy tưởng là con biết tất cả những hành vi của mẹ nhưng lại im lặng tiếp tay cho mẹ võ cầm hành tức giận khẽ gầm lên đã nhiều năm như vậy hắn luôn không hiểu tại sao hoác tư giai lại biến mất ly kỳ như thế theo lý mà nói cho dù cô ấy thật sự muốn đi cũng sẽ thông báo với mình một tiếng tuyệt đối không thể âm thầm biến mất như vậy mà bây giờ cuối cùng hắn cũng đã hiểu hóa ra tất cả đều là mai lan tự cho mình là thông minh đợi ngày hôm sau mẹ đến bệnh viện phát hiện cô ấy đã không còn ở đó nữa rồi đúng không phó cẩm hành lạnh lùng nhìn mai lan trong mắt không có chút nhiệt độ nào lạnh như băng đối diện với ánh mắt như vậy mai lan cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu nhưng bà ta vẫn cố gắng duy trì bình tĩnh tiếp tục nói y tá nói với mẹ Cha mẹ cô ta phát hiện ra chuyện xấu của cô ta, đánh cho cô ta một trận sau đó đưa đi. Nghe nói bọn họ sợ bị người khác biết, quyết định cả nhà rời khỏi Trung Hải không bao giờ trở lại nữa. Phó Cẩm Hành ngắt lời bà ta, "Không, đúng là có người đón cô ấy đi, nhưng không phải là cha mẹ cô ấy, mà là một người đàn ông thân phận thần bí khiêm tốn tên là Minh Đạt." "Vậy thì là ai?" Mai Lan kinh ngạc há miệng ra, "Trừ cha mẹ của con nhỏ đó ra, còn có ai sẵn lòng đưa cô ta đi nữa? Con nhỏ tuổi đã quyến rũ đàn ông còn không biết xấu hổ để có thai một thương nhân tên là minh đạt mẹ từng nghe nói đến chưa phó cầm hành mở miệng hỏi mai lan lặp đi lặp lại cái tên này hai lần lắc đầu không biết à là đàn ông đúng không chắc chắn lại là tình nhân của cô ta nói không trường chính là cha của đứa bé mẹ đừng có nói linh tinh nữa khoác từ gia rất đáng thương trong trường học có mấy nữ sinh bắt nạt cô ấy cảm thấy cô ấy cướp mắt vẻ vang của mình nên đã tìm mấy tên lưu manh làm nhục cô ấy, cha của đứa bé đó chắc là một trong số bọn chúng, căn bản không phải là con. Vốn dĩ Phó Cẩm Hành không muốn nói với Mai Lan, nhưng bà ta cứ cho rằng đứa bé là con của mình, con vì thế mà làm hại hoắc tư dai, hắn không thể không nói ra sự thật. Trên tướng làm Mai Lan kinh ngạc tái mặt đi, nhưng bà ta đã nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn bĩu môi. Một bàn tay vỗ không kêu được đâu, sao những nữ sinh đó phải bắt nạt cô ta? Nhất định là nguyên nhân từ cô ta, dù sao mẹ nhìn là đã thấy không ưa cô ta rồi Nghe giọng điệu bà ta lại không hề có chút áy náy nào Với những chuyện mình đã từng làm Nếu như sau khi biết tất cả Mai Lan có thể có một chút hối hận Nó không chừng phó cầm hành Sẽ nể tình bà ta là mẹ mình Mà tha thứ cho tất cả những hành động của bà ta Nhưng bà ta lại không hề biết hối cải Mà sao có đột nhiên lại nhắc đến cô ta thế Mai Lan nhanh chóng ý thức được điểm kỳ lạ Chuyện đã qua hơn 10 năm Sớm không nhắc, muộn không nhắc Nửa đêm nửa hôm chạy tới chỗ này lại còn vì cô ta Chẳng lẽ Mai Lan run lên tức giận mắng Có phải cái con nhỏ đó lại quay lại rồi không Quả nhiên không biết xấu hổ mà Chắc là cha mẹ cô ta cũng không quản được cô ta đấy mà Biết đứa bé không phải là con của Phó Cẩm Hành Cuối cùng bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm Nhưng bà ta vẫn ghét hoác tư dai Nếu như cô ta quay trở lại rồi Nhớ tới chuyện năm đó Nhất định sẽ tìm mình tính sổ Suy cho cùng cũng là một sinh mạng nhỏ, sao bác lại có thể ra tay vậy được? Hà Tư Ca đứng lên khỏi ghế sofa, nhìn Mai Lan chất vấn. Cũng đúng, với tân tân hoạn bát đáng yêu mà bà ta còn có thể nhẫn tâm như vậy, huống hồ là đối với một đứa bé còn chưa chào đời. Ha, <laughs> không muốn cô giả làm người tốt, may mà đứa bé kia không phải là con của Cẩm Hành. Nếu không bây giờ cô đã là mẹ kế của đứa bé mười mấy tuổi rồi kìa, đến lúc đó tôi xem cô có thể bình tĩnh giống như bây giờ được không? Hà Tư Ca, cô bớt vờ vĩnh đi, chẳng lẽ cô chưa từng nghi ngờ à? Lung đối mặt với Hà Tư Ca, Mai Lan lại trở nên kiêu căng hơn bao giờ hết. Hà Tư Ca ngẩn ra, nghe vậy, cô thật sự có chút không nói nên lời. Cô thừa nhận, đúng là cô từng để ý, để ý Phó Cẩm hành có con với một người phụ nữ khác. Cô cũng không phủ nhận điều này, nhưng cô thề, cho dù đứa bé kia thật sự tồn tại, mình cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì căm ghét mà làm hại nó. Đây là chút lương tâm tối thiểu mà con người còn phải có. Bác thật sự là kẻ tàn nhẫn, bác chẳng yêu ai hết, người bác yêu nhất là chính bản thân bác mà thôi. Bác luôn miệng nói bác yêu con trai bác, nhưng đối với người mà con trai bác để ý, cho dù là người yêu hay là bạn bè, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu bác cũng không có. Càng không hiểu như thế nào là yêu ai yêu cả đường đi, bác mới là người ích kỷ nhất." Hà Tư Ca gằn từng chữ, nghe cô nói thế Mai Lan tức giận xanh cả mặt. Cô im miệng, cô nhất thời bà ta không biết phản bác như thế nào, bởi vì hai tư ca hoàn toàn đâm đúng vào nỗi lòng bà ta, khiến bà ta như bị bóc trần, vô cùng sợ hãi khi phải đối diện với sự thật. Tình yêu của bác thật là quái dị, bác chỉ muốn khống chế người khác trong tay mình mà thôi. Bác không giữ được người đàn ông đầu tiên trong sinh mạng của mình, bác liền muốn giữ chắc lấy chồng mình, nhưng ngay cả ông ta cũng phản bội bác, cho nên bác chỉ đành nương nhờ vào chú út, nhưng lại xem thường ông ta cuối cùng chỉ có thể liều mạng khống chế con trai mình, dùng tình thân làm xiềng xích. Chuyện đến nước này, Hà Tơ Ca rất khoát không thèm đếm xỉa đến gì nữa, nói hết những lời mình muốn nói từ lâu ra. Không suy nghĩ đến hậu quả, bất kể phải trả giá gì, cho dù Phó Cẩm Hành tức giận cô cũng chịu. Dù sao cô đã chịu quá nhiều thứ uất ức từ Mai Lan rồi, thật sự không muốn nhịn nữa. Cho dù chỉ là thể hiện miệng lưỡi nhanh nhầu, Hà Tư Ca cũng nhất định dứt khoát như vậy. Phó Cẩm Hành không ngăn cản, Đối với Hà Tư Ca mà nói, đây chính là sự đồng ý ngầm. Dù sao thì việc để hắn chỉ vào mặt mẹ ruột của mình mà mắng cũng là chuyện rất khó. Cô, cô, cô đúng là cái đồ không biết sống chết, lại dám nói chuyện với mẹ chồng như vậy. Tôi là mẹ chồng của cô đấy, tôi thấy cô muốn phản rồi. Mai Lan tức giận, mắt đỏ ngầu lên, chỉ muốn cắn xé Hà Tư Ca. Bà ta gào quá lớn, chán và cổ nổi đầy gân xanh, trước mặt choáng váng. Thấy vậy, Cô Lan vội vàng tiến lên đỡ lấy Mai Lan để bà ta ngồi xuống trước. "Đừng quát nữa, bây giờ em không thể tức giận, đừng quên lời bác sĩ." Cô Lan kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng chính bà cũng thừa nhận, Mai Lan làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, thật sự là làm cho người ta tức giận, khó trách ngay cả Phó Cẩm Hành cũng không muốn tha thứ. "Em thấy chỉ có em chết đi chúng nó mới có thể vui vẻ, nếu đã như vậy thì cứ để em chết, để em chết đi." Mai Lan không để ý đến hình tượng mà hô lớn, còn dùng một tay đấm thủng thụp lên ngực mình. Cũng không biết bây giờ bà ta thật sự có thể có vấn đề về thần kinh hay là đang cố ý diễn cho mọi người xem. Hà Tư Ca vẫn nhớ, lần đầu tiên mình gặp Mai Lan, bà ta vẫn là một quý bà kiêu căng ngạo mạn. Không ngờ, còn chưa đến nửa năm, bà ta đã như một kẻ điên. Đủ rồi! Phó Cẩm Hành gầm lên, cắt ngang việc làm loạn của Mai Lan. Nhìn dáng mẻ hắn hiển nhiên là không mắc bẫy. Mai Lan chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại Mẹ nghe cho kỹ đây Phó cầm hai nhìn chăm chăm bà ta Giọng điệu cứng rắn chậm rãi nói Từ hôm nay trở đi Mẹ cứ ở đây chữa trị cho tốt Ý của hắn chính là muốn Mai Lan ở lại đây Không cho bà ta về nhà nữa Sau khi ngẩn ra mấy giây bà ta liền hiểu Mai Lan đẩy cô Lan ra đứng bật dậy Xong đến trước mặt phó cẩm hành Trừng mắt nhìn hắn Con cũng muốn phản rồi phải không Ý còn là ngay cả nhà mẹ cũng không thể về đến chết cũng phải ở trong bệnh viện tâm thần. Phó Cẩm Hành gật đầu. Với tình hình hiện nay của mẹ, con thấy ở đây vẫn tốt hơn. Đừng ra ngoài hại người nữa. Thật ra hắn không nói với Mai Lan rằng để bà ta ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Với năng lực và thủ đoạn của Hoắc Tư Giai, cũng chính là Minh Duệ Tư bây giờ. Muốn lấy một mạng người thật sự là quá dễ. Hy vọng duy nhất của Phó Cẩm Hành chính là lúc Minh Duệ Tư biết Mai Lan đã vào bệnh viện tâm thần chữa trị, sẽ có cảm giác ông trời có mắt, khiến hắn từ bỏ việc đích thân ra tay trả thù. Như vậy ít nhất Mai Lan có thể giữ được một mạng. Nếu không, hắn thật sự không dám cam đoan kết cục của bà ta liệu có tốt hơn mấy người ngô hân du hay không. Từ tình hình đó có thể thấy, bởi vì Mai Lan nhất định muốn bỏ đứa bé kia, nên với ép cô ấy không thể không rời khỏi thành phố này, lì biệt quê hương. Thù hận với bà ta nhất định không ít hơn đám người ngô hân du. Không, không thể, mẹ là bà phó, mẹ là phu nhân nhà họ phó cưới hỏi đàng hoàng mẹ là nữ chủ nhân của nhà họ phó con không thể để mẹ ở đây mẹ phải về mẹ phải về nhà mai lan giơ tay che đầu lớn tiếng hào thét bà ta đau khổ nhìn phó cẩm hành không dám tin con trai mình lại lạnh lùng cay nghiệt như vậy người đâu người đâu hắn quay người đi đến cửa hô to về phía hành lang ngay sau đó bác sĩ và y tá trực ban nhanh chóng đi tới bọn họ tiêm thuốc an thần cho mai lan không lâu sau bà ta đã yên tĩnh trở lại Ngủ mê mệt Chăm sóc bà ấy cho tốt Phó Cẩm Hành nói với cô Lan Lại chuyển cho bà ấy một khoản tiền lớn Để bà tự sắp xếp Nếu như Mai Lan muốn cái gì thì cố gắng hết mức để thỏa mãn Sau khi làm xong tất cả những thứ này Hắn mới cùng Hà Tư Ca rời đi Mặc dù đã là đêm khuya Nhưng hai người đều không buồn ngủ Cả hai đều không nói gì Ngồi trong xe Hà Tư Ca lấy cốc giữ nhiệt ra khỏi túi Mở nắp đưa cho Phó Cẩm Hành Môi anh khô cả rồi, mau uống nước đi. Cô lo lắng nói, hắn nhận lấy uống mấy ngụm. Anh không nói em cũng biết, anh để mẹ anh ở lại chỗ này là vì tốt cho bà ấy. Anh sợ người tiếp theo mà Minh Duệ Tư muốn giết chính là bà ấy, cho nên thà coi như bà ấy bị tâm thần, cho dù bị nhốt ở nơi này cũng còn hơn là chết một cách khó hiểu. Đầu óc Hà Tư Ca nhanh chóng hoạt động, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt nỗi khổ tâm của Phó Cẩm Hành. Đáng tiếc bà ấy không biết, nhận định hận chết anh rồi. Phó Cẩm Hành lầm bầm nói, Hắn nhìn ra màn đêm mịt mờ, ánh mắt nặng nề. Chương 265, không ai đuổi đi được. Hà Tức Ca giơ tay ra nắm lấy tay hắn dịu giọng an ủi, "Sẽ không đâu, giữa mẹ con không có thù hận lâu dài. Anh xem có lần nào em mắng Tân Tân mà con nhớ mãi không?" Bị cô khô chọc cười, Phó Cẩm Hành bất đắc dĩ nói, "Anh không phải là Tân Tân, em cũng không phải là mẹ anh." Hà Tức Ca chừng hắn, "Nhưng trên lý thuyết đều giống nhau, Mẹ chồng có thể oán hận con dâu nhưng từ trước tới nay không có ai oán hận con trai. Vì dù sao đó cũng là miếng thịt rơi từ người mình ra. Dùng một chút, cô lại bổ sung. Đợi tân tân trưởng hành rồi, em sẽ cố gắng hết sức làm một người mẹ chồng tốt. Yêu cầu đầu tiên của mẹ chồng tốt chính là có tiền thì tiêu nhiều, không có tiền thì tiêu ít. Không nhiều lời, không nhiều chuyện, mắt không thấy, tim không phiền. Thế cũng phải đợi thêm ít nhất 20 năm nữa, em cứ thong thả mà đợi đi. Võ Cẩm Hành cười lớn, Nhìn hắn cười, cuối cùng trái tim căng thẳng của Hà Tức Ca mới yên ổn trở lại. Cô dựa vào vai phó cẩm hành, đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, nhất thời có chút phiền muộn. Chưa qua được bao nhiêu ngày yên ổn đã bắt đầu loạn hết cả lên, hết chuyện này đến chuyện kia. Em nghe trợ lý Tào nói, cái tập đoàn minh thị đó cướp mấy hợp đồng làm ăn của chúng ta, là thật sao? Một lúc lâu sau, Hà Tức Ca khàn giọng hỏi, phó cẩm hành cong khóe miệng lên. Tào cảnh đồng này ngày càng hóng hớt nhỉ? Sao lại còn chạy đến trước mặt em khua môi múa mép thế? Không phải, là em thấy lần trước mọi người họp lâu như vậy, nhất định là có chuyện cho nên mới hỏi cậu ta. Hà Tư Ca vội vàng giải thích, cô không thể hại ta cánh đồng được. Nếu không lại uổng công hở ra là tiểu tào lại lén chuyển cho mình một ít tin tức nội bộ. Hà Tư Ca mới có thể nghe ngóng được mọi nơi ở phó thị, loại chuyện bán đứng bạn này cô không làm. Ừ, là thật. Phó Cẩm Hành cũng không giấu cô, nói qua loa với Hà Tư Ca mấy câu. Không sao, Bốn dĩ cũng không phải hợp đồng làm ăn lớn gì, chỉ là điều xảy ra cùng một lúc cho nên mới có chút nghiêm trọng. Hắn chống tay lên thái dương, bình tĩnh nói. Nhưng ngày hắn nói xong, Hà Tức Ca lại không nghĩ như vậy. Không liên quan đến lớn bé, nhưng chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của phó thị. Nó sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác, chính là cho dù một công ty không tiếng tăm, cũng có thể đè lên đầu lên cổ phó thị đáy vậy làm mưa làm gió. Cô nói hơi thô tục, có điều đạo lý lại rất rõ ràng. Em biết, anh cảm thấy quan hệ của tập đoàn Minh Thị và Minh Duệ Tư không đơn giản, cho nên không muốn truy cứu. Nhưng anh có từng nghĩ, liệu những đối thủ cạnh tranh kia có vì vậy mà dục dịch ngóc đầu? Cảm thấy phó thị thay thời đổi vận rồi. Ngay cả những kẻ yếu kém cũng có thể đến bắt nạt hay không? Hà Tư Ca ngồi thẳng người lên, giọng nghiêm túc, nhìn chăm chăm vào phó cẩm hành. Hắn thật sự có tâm, cô biết. Hắn cảm thấy mình có lỗi với hoắc tư dai cho nên sau khi biết chuyện cũng từ bỏ phản kích tập đoàn Minh Thị coi như bù đắp năm đó chưa làm được em nói rất có lý qua một lúc lâu phó cẩm hành mới khàn giọng nói vẻ mặt thoáng qua chuột đáy náy đúng vậy hắn không tự chủ được mà lẫn lộn chuyện riêng và chuyện công thậm chí dùng lợi ích của phó thị để thuận nước trong thuyền chuyện này đối với phó cẩm hành mà nói là một sự sỉ nhục hắn luôn rất ghét người công tư bất phân nhưng chỉ cần là con người thì sẽ không thể không có lúc phạm sai lầm phó cẩm hành cũng không ngoại lệ anh có thể không ngăn chiến binh Thị ngay, nhưng Phó Thị không thể tùy ý bị người ta chèn ép. Một khi khơi dòng, sẽ không ai đoán được hậu quả. Hà Tư Ca nắm chặt tay hắn. Trận chiến này, trận chiến sau, trận chiến sau nữa, cô vẫn sẽ ở bên hắn. Ngày hôm sau, có hai tin tức nhanh chóng lan truyền ở Phó Thị. Tin tức thứ nhất là mấy công ty trước khi đột nhiên quyết định không hợp tác với Phó Thị. Trong một đêm đều gặp phải phiền phức, có công ty thì bị ngân hàng thông báo ngừng cho vay vốn, có công ty nhận được điện thoại hủy bỏ hợp đồng của bên cung cấp nguyên liệu, có công ty thì hồ sơ đến hạn rồi mà không được phê duyệt. Ngoài miệng mọi người không nói gì nhưng trong lòng đều hiểu rõ, đây là hành động đáp trả của Phó thị. Thật ra, Phó cầm hành không hề để ý tới những công ty này có tiến hành hợp tác với Phó thị hay không. Dù sao đều không phải là doanh nghiệp nổi tiếng gì, thiếu mấy miếng thịt chó này cũng không đến nỗi không mở được tiệc rượu. Nhưng mọi người biết, hắn làm như vậy là để cho người khác nhìn nhìn xem kết cục của việc đắc tội với phó thị giết gà dọa khỉ tránh cho có người lại được như ý rồi vênh váo tin tức thứ hai chính là vợ của phó trí uyên mẹ của phó cẩm hành mai lan lại bị bệnh tâm thần đang tiến hành điều trị khép kín từ hôm nay tất cả chức vụ của bà ta ở phó thị đều bị hủy bỏ rút khỏi tất cả các hoạt động xã hội mai lan cũng là một nhân vật có tiếng tăm ở giới quý bà thượng lưu trung hải tin tức truyền đi rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc có điều liên hệ với chuyện xảy ra hôm hôn lễ của Phó Cẩm Hành, mọi người cũng đều đánh hơi được chuyện hay ho. Nói không chừng là Mai Lan trột dạ nên dùng cái danh bị bệnh đóng cửa không tiếp khách. Anh Phó đã truyền tin tức ra ngoài theo dặn dò của anh rồi. Hơn 2 giờ chiều ta cảnh đồng báo cáo công việc buổi sáng với Phó Cẩm Hành, thuận tiện nói một số phản hồi với hắn. Nếu không phải tư ca nhắc nhở, có lẽ tôi vẫn còn hồ đồ. Sau khi nghe xong, Phó Cẩm Hành chậm rãi nói. Tàu Cảnh Đồng nhân cơ hội nịnh nọt. Đúng thế, không chỉ là cộng sự tốt, còn là vợ hiền nữa. Cậu thì sao? Cần đây yêu đương thế nào rồi? Có cần ăn bữa cơm tiện thể cho chúng tôi gặp mặt không? Về mặt Phó Cẩm Hành như cười như không. Hắn không nhắc đến còn tốt. Vừa nhắc tới cái đề tài nhạy cảm này, đôi mắt vốn phát sáng của tàu Cảnh Đồng lập tức ảm đạm, hình như không muốn nói nhiều. Có cơ hội rồi hãy nói ạ. Cậu ta kéo khóe miệng lên có chút khó xử, nói qua loa lấy lệ. Xem ra, Chuyện tình cảm không quá thuận lợi cho nên Phó Cẩm Hành cũng không truy hỏi nữa. Từ lúc ý thức được Phó Cẩm Hành nói là làm thật, nhốt mình ở đây, Mai Lan cảm thấy cho dù bà ta không điên thì thì bây giờ cũng gần như thế rồi. Bà ta đã quen sống trong nhung lụa, phía trước có người hô hào, phía sau có người ủng hộ. Bây giờ thì sao? Một căn phòng, một người giúp việc, cả ngày ở cùng với một đám bệnh nhân tâm thần, tương lai mở mịt không lối thoát. Bà ta gọi điện thoại cho Phó Cẩm Hành nhưng làm sao cũng không gọi được. Sau đó mới ý thức được là hắn cho số điện thoại của mình vào danh sách đen rồi. Mai Lan chỉ đành lấy điện thoại của cô Lan thì khi ấy mới gọi được. Cô Lan. Phó Cẩm Hành không ngờ người dùng điện thoại của cô Lan lại là Mai Lan. Tại sao con không nghe điện thoại của mẹ? Rốt cuộc con muốn nhốt mẹ ở đây đến bao giờ? Con nói đi. Mai Lan nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cổng chính của trung tâm điều dưỡng thần kinh đều nghiêm khắc hạn chế ra vào vì đề phòng bệnh nhân chạy trốn, mặc dù cạnh núi cạnh sông, nhưng đều là tường cao lấy điện. Cho nên, không có sự cho phép của phó cẩm hành, về cơ bản thì và ta không thể nào ra khỏi nơi này. Cô Lan mặc dù trung thành nhưng khả năng có hạn. Con làm vậy cũng là vì tốt cho mẹ. Năm đó Ngô Hân Du cầm đầu bắt nạt hoắc tư dai. Mẹ biết cô ta và mấy người bạn của cô ta chết thảm thế nào không? Chuyện đến nước này, phó cẩm hành cũng không giấu giếm nữa. Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại chuyện con gái yêu của nhà họ ngô chết thảm lan truyền sôi sùng sục ở toàn bộ trung hải tất nhiên mai lan không thể không biết thậm chí bà ta còn từng hóng chuyện với bạn bè sau lưng cái gì còn nói cô ta là là bị cái tay cầm điện thoại của mai lan sắp không còn sức nữa cả người nhũn ra bà ta trực tiếp ngồi sụp xuống sofa tốt nhất mẹ ăn phận ở đó đi không ra được cũng không vào được đối với mẹ mà nói mới là an toàn nhất nói xong câu này phó cầm hai trực tiếp kết thúc cuộc gọi Hắn biết Mai Lan sẽ không đầm ý đòi ra ngoài nữa Bởi vì bà ta không dám Tuy nói như vậy Nhưng Phó Cẩm Hành vẫn không dám buông lòng Hắn sai người qua đó chú ý tình hình của Mai Lan Đề phòng có người trà trộn vào Ra tay với bà ta Ngoài ra hắn còn tăng thêm người Mỗi ngày Tân Tân đi học và tan học đều đi theo So sánh với Mai Lan Phó Cẩm Hành lo lắng cho con trai mình hơn Hắn không biết năm đó hoặc từ dài có sinh đứa bé kia ra không Nhìn dáng vẻ của cô ta thì có lẽ là không cho nên bây giờ Minh Duệ Tư cũng sẽ không sinh lòng thương hại đối với con của hắn và Hà Tư Ca. Hắn ra tay với Tân Tân hai lần, như thế đã đủ để nói rõ tất cả. Chuyện phó thị ra tay với mấy công ty thất tín bội nghĩa kia, nội bộ công ty ngược lại không có dị nghị gì. Nhưng phó cẩm hành tự mình quyết định hủy bỏ tất cả chức vụ của Mai Lan ở trong công ty, lại bị người ta cố ý lôi ra nói. Những kẻ cố ý đó chính là nhóm người do phó tri hán và phó cẩm thiêm cầm đầu phó Trí trạch bốn dĩ đứng thứ hai nhiều năm qua luôn giữ hình ảnh người tốt bụng ông ta không đắc tội ai bà phải ở giữa ngược lại cũng bình yên vô sự bây giờ thì khác lôi hoàng đế xuống để mình làm hoàng đế nếu như phó cẩm hành thật sự là con riêng vậy thì trên đời này người thừa kế danh chính ngôn thuận chỉ có phó cẩm thiêm con trai của ông ta cho dù phó chí hán có lại lên chức tuổi ông ta cũng đã cao rồi lại không có con trai không được bao lâu sẽ giao cho phó cẩm thiêm Vừa nghĩ đến việc mình cũng có cơ hội lên làm thái thượng hoàng, Phó trí trạch liền thay đổi ngay thái độ, tỏ ra vô cùng tích cực trong cuộc họp. Cẩm hành, dù sao chị giàu cũng là thành viên hội đồng quản trị của phó thị, nếu như chị ấy vì nguyên nhân cá nhân mà muốn từ chức, vậy thì phải thông qua quy trình của công ty, bổ sung thêm một người mới được. Phó trí trạch tính toán, vừa vặn mượn cơ hội này để phó cẩm thiêm gia nhập hội đồng quản trị. Dưới tình huống bình thường đúng là nên như vậy, nhưng tình huống lần này có chút đặc biệt, cho nên cháu không định làm theo quy trình này Phó Cẩm Hành nhìn Phó Trí Trạch một cái Lập tức nhìn thấu tâm tư của ông ta Dùng danh nghĩa giải quyết việc công Thật ra là muốn dành vị trí này cho con trai mình Nếu như trước kia thì Phó Cẩm Hành cũng không thèm để ý Chỉ là một vị trí thành viên hội đồng quản trị Cho ai ngồi mà chẳng được Huống hồ còn là em họ mình Nhưng Phó Cẩm Thiêm bây giờ đã làm một con sói vong ơn bội nghĩa rồi Mình sẽ không cho thêm một miếng thịt nào nữa Cháu Những người có mặt ở đây đều là nhân vật có địa vị ở công ty Ít nhất cháu cũng phải thông báo với chúng tôi một tiếng chứ. Phó Trí Trạch có chút không nén được giận. Ồ, đáng tiếc cháu là tổng giám đốc của Phó Thị. Cháu có quyền lợi đặc biệt này. Phó Cẩm Hành ung dung nói, sau đó hắn quét mắt một vòng, nhìn về phía mọi người. Cho dù là hội đồng quản trị môn bãi nhiệm tôi, cũng phải lấy được trên nửa phiếu chống cùng với 50% cổ phiếu trở lên. Ngoài ra còn phải mời đơn vị thứ ba tiến hành kiểm tra đánh giá biểu hiện của tôi trong thời gian nhậm chức. Cho dù kết quả kiểm tra đánh giá rất tệ, tôi vẫn có một phiếu phủ quyết. Nói cách khác, Phó Cẩm Hành không muốn đi thì không có ai đuổi được hắn cả. Chương 266, ra tay ngay trước mặt mọi người. Công khai nói những lời này trong cuộc họp, chứng minh Phó Cẩm Hành đã thật sự tức giận rồi. Những thành viên hội đồng quản trị vốn gió chiều nào theo chiều kia vừa nghe thấy thế, lập tức cúi hết đầu xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám, dù sao người dám công khai tranh cãi với phó cẩm hành như phó trí hán và phó trí trạch vẫn chỉ là số rất ít mà thôi. Và lại bọn họ là chú ba và chú hai của hắn, là người một nhà, cho dù xảy ra chuyện gì không vui thì sau đó cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng người ngoài thì sẽ không may mắn như vậy. Mọi người đều không ngốc. Cháu là tổng giám đốc của phó thì đương nhiên có cái quyền lợi đặc biệt này. Hơn nữa bà ấy là mẹ cháu, bà ấy bị bệnh, cháu lo lắng hơn ai hết mới đúng, để bà ấy nghỉ ngơi cũng là bình thường. Phó Chi Hán ngậm xì gà luôn không nói gì nhưng lúc này lại thong thả lên tiếng. Trong phòng họp cấm hút thuốc, nhưng không ai dám có ý kiến gì với hành vi này của ông ta. Trong màn khói thuốc lượn lờ, cậu ba nhà họ phó bày ra gương mặt hiền từ của bề trên. Ông ta giống như đang đối xử với một đứa bé nghịch ngợm, vừa hòa ái vừa uy nghiêm. Trong mấy năm trước đây, ông ta và phó Cẩm Hành luôn duy trì trạng thái đối lập vừa vặn nhất này. Có điều vào mấy tháng gần đây thì sự cân bằng ngoài mặt này đã hoàn toàn sụp đổ. Chú ba nói rất đúng Cháu hy vọng các chú các bác ngồi đây có thể nhớ Cháu ngoại trừ là cháu của mọi người ra Thì còn là tổng giám đốc của phó thị Vào lúc này mỗi tấc đất, đất dưới chân mọi người đều thuộc về đế quốc thương mại của cháu Phó Cẩm Hành khẽ cười một tiếng dì tai nói với Tào Cảnh Đồng ngồi ở bên cạnh mấy câu Ngay sau đó Tào Cảnh Đồng gật đầu đứng dậy đi ra ngoài Thấy cậu ta rời đi Sắc mặt của một số người bắt đầu trở nên khó coi Thậm chí đứng ngồi không yên Cháu nói lời này là có ý gì làm như bề trên chúng ta cố ý muốn gây khó dễ cho cháu không bằng. Gần đây công ty mất mấy hợp đồng làm ăn, cháu lại âm thầm khai trừ một thành viên hội đồng quản trị, còn không chịu bổ sung thêm người. Rốt cuộc là ai đang không coi mọi người ra gì? Phó Chí Trạch sốt ruột, ông ta cảm thấy nhờ vả người khác không bằng dựa vào mình, gửi gắm hy vọng lên người Phó Chí Hán, không bằng trực tiếp công kích Phó Cẩm Hành trước. Bình thường ông ta đều hòa nhã, hôm nay thái độ đột nhiên bén nhọn, cũng khiến các thành viên hội đồng quản trị khác nhào nhào dỉ tai thì thầm, xì xào bàn tán. Thật nhiên chẳng có ai ngốc cả, ai cũng biết phó chí trạch đang nghĩ gì. Nhất thời bầu không khí trong phòng họp có chút căng thẳng, có người mở miệng. Anh hai, anh nói như vậy hơi quá đáng rồi, em cảm thấy cẩm hành rất tốt, có năng lực, cũng xử lý rất ổn thỏa. Có mấy người nhao nhao phụ họa, so sánh ra thì nhóm người phó chí trạch và phó chí hán lại có vẻ có tâm tư khó lường. Đủ rồi, Rõ ràng Phó Chí Hán không ngồi yên được nữa, khẽ gầm lên. Ngay cả điếu xì gà kẹp ở giữa ngón tay ông ta hình như cũng run lên. Mọi người lập tức ngậm miệng, không nói nữa. Nếu chúng tôi không có tư cách nói gì trước mặt Tổng Giám Đốc, vậy thì cuộc họp này không có cũng được. Dù sao chúng tôi cũng già rồi, có nói gì cũng không còn giá trị. Tôi đã lớn tuổi rồi, đi đi lại lại giày vò một chuyến, cảm thấy không chịu nổi. Sau này cuộc họp hàng tháng tôi sẽ... Vốn dĩ, ông ta muốn mượn cái cơ hội này để châm biếm Phó Cẩm Hành trước mặt mọi người một phen, để hắn biết uy lực của mình ở Phó Thị. Không ngờ, chưa đợi Phó chí Hán nói xong, Phó Cẩm Hành lại mỉm cười ngắt lời ông ta, hơn nữa còn có vẻ hùa theo lời ông ta. Chú ba vất vả vì công ty hơn nửa đời. Đúng là nên ăn hưởng tuổi già rồi. Đúng lúc này tàu cành đồng vừa vặn quay lại phòng họp, cậu ta đi đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, trên tay còn cầm một đống đầu, Tất cả đều được đựng trong túi tài liệu trong suốt Quay lại đúng lốc lắm Những thứ này đều là cháu đặc biệt chuẩn bị cho chú ba Ý cười trên mặt phó cẩm hành càng sâu hơn Đẩy tài liệu đến trước mặt phó trí hán Nghe nói một khoảng thời gian trước chú ba học bơi Cháu có người bạn có một hòn đảo tư nhân nhỏ trên biển Cậu ấy nghe nói cháu muốn hiếu kính chú Không nói hai lời liền giao cho cháu Nơi đó có một căn biệt thự lớn Còn có đủ loại công cụ ra khơi Gọi mấy cô người mẫu cùng giải sầu uống chút rượu thật là sung sướng. Phó Chí Hán cúi đầu một cái, khóe miệng giật giật không nói gì. Máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong, cháu sẽ bảo người đưa chú ba qua đó, không khí bên đó rất tốt, biển xanh trời trong. Ở đó một năm rưỡi nói không chừng chú còn không muốn quay lại nữa đấy. Phó Cẩm Hành nói xong đưa mắt ra hiệu. Tàu Cảnh Đông lập tức dẫn mấy người đàn ông cao lớn đến bên cạnh Phó Chí Hán khách sáo nói. Mời. Phó Chi Hán vốn dẫn theo mấy người, nhưng trước khi họp đã bị ngăn ở bên ngoài bởi lý do cuộc họp thường lệ liên quan đến cơ mật công ty cấm người ngoài tham gia. Không cần hỏi cũng biết, bây giờ chắc chắn bọn họ cũng đã bị giải quyết. Nghĩ tới đây, Phó Chi Hán định hô lớn liền ngậm miệng lại. Ông ta luôn đề phòng phó cẩm hành, chỉ cần ra ngoài bên cạnh đều có không ít vệ sĩ. Nhưng không ngờ tên nhóc này lại dám ra tay với mình ngay trước mặt mọi người. Chính vì thế ông ta mới lơ là. Phó Cẩm Hành, coi như cậu giỏi. Phó chí Hán ngồi ở chỗ của mình, trên gương mặt trước giờ bình tĩnh cũng không nén nổi chảy một giọt mồ hôi lạnh. Ông ta đập bàn, vừa định nhào đến thì Tào Cảnh Đông đứng ở bên cạnh đã nhanh chóng ra tay, ấn lấy vai Phó Trí Hán, âm thầm dùng sức. Chú ba, là tự chú nói mình đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không chịu nổi. Cháu đặc biệt chuẩn bị nhiều như vậy, ngay cả thím ba cũng đã đợi chú trên máy bay. Vợ chồng chú đi nghỉ ngơi không phải rất tốt hay sao? Phó Cẩm Hành mỉm cười lại quăng ra một câu làm Phó Tri Hán vô cùng khiếp sợ. Mặc dù ông ta phản bội vợ mình không chỉ một lần, nhưng là vợ chồng từ thời trẻ đến già, mặc dù hai người không có con nhưng tình cảm rất tốt. Vừa nghe thấy ngay cả vợ mình cũng bị khống chế rồi, gân xanh trên trán Phó Tri Hán giật mạnh, không hổ là gừng càng già càng cay. Chưa đến 2 phút, ông ta đã khắc chế được tâm trạng của mình. Phó Tri Hán cầm túi tài liệu lên cười gần một tiếng. <laughs> Nếu cậu đã có ý tốt, vậy thì tôi cảm ơn nói xong ông ta đứng lên phó cẩm hành cũng đứng dậy mỉm cười nói vậy cháu ở đây chúc chú ba và thím ba đi chơi vui vẻ thiếu thứ gì thì thông báo một tiếng là được bên đó có người đặc biệt chăm sóc hai người hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chăm sóc tức khắc phó tri hán rời khỏi phòng họp cùng đoàn người tạo cảnh đông ông ta vừa đi trong phòng họp lập tức yên tĩnh đến đáng sợ trước đó tất cả mọi người đều biết phó cẩm hành và phó tri hán âm thầm đấu đá với nhau lông phó cẩm hành mới vừa từ nước ngoài về đã thể hiện trí tuệ và thủ đoạn của mình thành công lôi phó trí hán từ vị trí quyền tổng giám đốc xuống đã mấy năm trôi qua hắn không muốn đợi thêm nữa rốt cuộc cũng muốn nhổ cò tận gốc rồi nghĩ tới đây không ít thành viên hội đồng quản trị thân cận với phó trí hán đã lấm tấm mồ hôi đầy hai bên thái dương bởi vì bọn họ không biết ngày mai mình sẽ như thế nào ngay cả phó trí hán cũng đã bị giam lỏng rồi huống hồ là mình trong đó phó trí trạch là người căm giận nhất trước đây vì không đắc tội với phó cẩm hành nên ông ta không muốn qua lại gần gũi với phó trí hán bây giờ vì tranh giành vị trí tổng giám đốc cho con trai mình ông ta không thể không tạm thời kết đồng minh với phó trí hán nhưng chưa đạt được lợi ích gì thì đã thành con tốt qua sông sớm biết như vậy vừa rồi ông ta đã không tùy tiện chống lại phó cẩm hành như thế phó trí trạch âm thầm hối hận trạch chỉ trách cái lão già phó trí hán kia quá không đáng tin phó trí trạch nghĩ đi nghĩ lại ngược lại trách ông ta nhưng không nghĩ xem Cò đầu tương vĩnh viễn không phải là người chiến thắng cuối cùng được. Mọi người nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Mọi người đều là nhân viên cấp cao của phó thị. Tôi không muốn đưa từng chú bác một ra đảo an hưởng tuổi già đâu. Nếu như vậy, ai chia sẻ vất vả với tôi được chứ? Ha? Phó cầm hành đảo mắt nhìn một lượt mọi người, cười lạnh nói. Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía phó trí trạch. Chú hai, chú nói đúng không? Chú còn lớn hơn chú ba hai tuổi nữa. Phải chú ý sức khỏe đấy. Một câu thôi mà đã khiến phó trí trạch vã mồ hôi như tắm. Trong phòng họp mật điều hòa, 26 độ vừa đủ mát mẻ, nhưng áo sơ mi của ai cũng dính sát vào người, bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Đợi phó cẩm hành tuyên bố kết thúc cuộc họp, những người đó gần như đều được trợ lý đỡ ra ngoài. Mặc dù như vậy nhưng ai nấy đều rời đi rất nhanh, chẳng ai chịu tụt lại phía sau, giống như sợ đi chậm một chút sẽ bị phó cẩm hành làm gì đó. Nhìn cảnh tượng này, phó cẩm hành cảm thấy vô cùng buồn cười. Lại qua nửa tiếng Tào Cảnh Đồng mới quay lại Mặt cậu ta hơi đỏ Khóe miệng cũng có một vết thương Phó Cẩm Hành nhìn chằm chằm một lúc Không cần hỏi cũng biết Cái này nhất định là trong lúc nổi cơn thịnh nộ Phó Tri Hán đã chút lửa giận lên Tào Cảnh Đồng Nói cách khác Ông ta không dám ra tay với Phó Cẩm Hành Cho nên chỉ có thể bắt nạt trợ lý của Phó Cẩm Hành Là ông ta đánh à Phó Cẩm Hành nói với giọng điệu khẳng định Tào Cảnh Đồng gật đầu Có điều Nhưng cậu ta lại nhanh chóng nói dù sao đã xử lý ổn hòa cả rồi Một cái tát này cũng đáng Có thể đưa vợ chồng phó Chi Hán Đến một hòn đảo nhỏ Ở hai ba tháng Chỉ cần tin tức truyền ra ngoài Cho dù bọn họ quay lại Trung Hải Cũng không có cách nào làm mưa làm gió Giống như trước kia được nữa Ít nhất rất nhiều người đều sẽ hiểu Ông ta đã không phải là cộng ba nhà họ phó Trong quá khứ nữa rồi Người trước kia nể mặt ông ta Sau này chưa chắc đã tiếp tục nể mặt Như vậy là đủ rồi Phó Cẩm Hành kéo ngăn kéo ra Lấy tập quyền chi phiếu ra Tiện tay viết một dãy số Sau đó ký tên đóng dấu Đấy, chi phí bồi thường cho cậu Không thể chịu một cái tát này không được Tao cảnh đầu nhận lấy rồi nhìn một cái Ánh mắt liền phát sáng bội vàng hỏi Anh Phó, có thể dựa theo giá tiền này Mà đánh tôi 18 cái nữa không Vậy thì tôi có thể mua một ngôi nhà lớn rồi Cái tên này Mời cũng đẹp thật đấy Cuộc họp vừa kết thúc Một số tin tức đã chuyển khắp phó thị Vốn dĩ Phó Trí Trạch còn thề son sắt với Phó Cẩm Thiêm rằng mình sẽ tranh cái vị trí thành viên hội đồng quản trị mà Mai Lan nhả lại cho anh ta. Kết quả học chuyện không nói, ông ta còn đắc tội luôn với Phó Cẩm Hành. Đợi ông ta nói xong Phó Cẩm Thiêm lại rất bình tĩnh. Con đã sớm nói rồi, bảo ba đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ba lại cứ không nghe. Hay mà khoảng thời gian này con rất khiêm tốn, chắc anh ta sẽ không chủ động đến tìm con. Phó Trí Trạch á khẩu không nói được gì, Ông ta cảm thấy hình như con trai mình thay đổi rồi. Khoảng thời gian này, ngay cả cuối tuần Phó Cẩm Thiêm cũng không về nhà ăn cơm, không biết đang bận cái gì. Mỗi lần ông ta gọi, và ngụy Xảo Quân gọi điện thoại, bảo về nhà ăn cơm một chút. Phó Cẩm Thiêm đều nói bận, chưa nói được mấy câu đã vội vàng cúp điện thoại. Ba không cần mưu đồ giúp con, con sẽ tự nghĩ cách. Thứ thuộc về con thì con nhất định sẽ đòi lại không thiếu một thứ nào. Nói tới đây, sắc mặt Phó Cẩm Thiêm trở nên vô cùng u ám đáng sợ. <laughs>